Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ huyên thuyên và luyên thuyên. Trước hết, huyên thuyên. Huyên thuyên là từ gốc Hán. Huyên là tiếng nói ồn ào, giống như từ huyên náo. Thiên là trời. Nói huyên thuyên là nói đủ chuyện, làm ồn ào cả bầu trời. Như vậy, nói huyên thuyên có nghĩa là nói nhiều chuyện không có ý nghĩa, chẳng mạch lạc. Thí dụ, anh cứ ăn nói huyên thuyên không ra làm sao cả. Thứ hai, luyên thuyên. Luyên thuyên là cách nói nhầm của từ huyên thuyên. Bạn nào đã trót nói nhầm từ này thì từ nay xin sửa lại nhé. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ nữ nhà báo và nữ ký giả. Mến chào tạm biệt các bạn.